Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 28. Acha được 20 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 16 năm tại Jerusalem, chẳng làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Nhưng người đi theo đường lối của các vua Israel, lại cũng làm những hình tượng đúc cho thần Ba-an, đốt hương trong trũng con Hi-nôm và thiêu con cái mình nơi lửa, theo sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người dân của lễ và sông hương trên các nơi cao, trên các gò nổng và dưới các cây rậm. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời người phó người vào tay vua Syri. Quân Syri đánh được người, bắt trong dân người rất nhiều phu tù và dẫn về Đa-mách. Người cũng bị phó vào tay vua Israel, làm cho người phải thất trận cả thể. Vả Phê-ca, con trai của Remalia, giết trong một ngày 12 vạn người Giu-đa, thảy đều là người mạnh dạn, bởi vì chúng đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Siết-ri, một người mạnh dạn ở đất Ê-phra-im, giết Ma-a-sê-gia, con trai vua, A-ri-kham, quan cai cung vua, và En-ca-na, quan tể tướng. Người Israel bắt trong anh em mình 20 vạn người phu tù, cả đàn bà, con trai, con gái, cũng cướp lấy nhiều của cải mà đem về Samari. Ở tại đó, có một đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va tên là Ô-đết đi ra đón đạo binh đang trở về Samari mà nói rằng: Này, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Giu-đa, nên Ngài đã phó chúng vào tay các ngươi. Các ngươi có giết chúng trong cơn căm giận dữ quá đến đổi thấu đến trời. Bây giờ các ngươi lại toan bắt phục các người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi sao? Còn về các ngươi há chẳng có phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Vậy bây giờ, khá nghe ta, cho về những phu tù mà các ngươi đã bắt trong anh em các ngươi, vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phần cùng các ngươi. Khi ấy, có mấy người trong các quan trưởng của dân Ê-phra-im là A-sa-ria, con trai của Yô-ha-nan, Bê-rê-kia, con trai của Mê-si-lê-mốt, Ê-sê-chia, con trai của Sa-lum, và Amasa, con trai của Hát-lai, đều đứng dậy nghịch cùng những kẻ đi đánh giặc trở về mà rằng: Các ngươi chớ đem những phu tù vào đây, vì các ngươi toan làm điều gây cho chúng ta mắc tội cùng Đức Giê-hô-va, đặng gia thêm vào tội và ác của chúng ta, vì tội lỗi chúng ta thật lớn và Chúa nổi giận phừng phừng cùng Israel. Quân lính bèn thả các phu tù và bỏ của cải tại trước mặt các quan trưởng và cả hội chúng. Những người đã kể tên trước đây bèn trỗi dậy, dẫn các phu tù ra, lấy của cướp mặc cho các người trong họ bị trần truồng. Chúng mặc quần áo và mang giày cho họ, cho ăn, uống và sức dầu cho, cùng để những người yếu đuối cởi lừa, rồi đưa họ về cùng anh em mình đến Jericho, thành cây chà là, đoạn chúng trở về Samari. Trong lúc đó, vua Acha sai sứ đi cầu vua Asiri tiếp cứu mình, vì dân Edom đã trở lại đánh Giu-đa và bắt dẫn những phu tù về. Dân Philistin cũng xông vào các thành tại xứ Đồng Bằng và tại miền nam xứ Giu-đa, chiếm lấy Bet-Shemesh, Ayalon, Gederoth, Soko và các làng địa hạt nó, Thimna và các làng địa hạt nó, Gimso và các làng địa hạt nó, rồi chúng nó ở tại các nơi ấy. Bởi cớ Acha vua Giu-đa, Đức Giê-hô-va có hạ Giu-đa xuống, vì Acha đã xui cho dân Giu-đa buông tuồng và phạm tội nặng cùng Đức Giê-hô-va. Tiếc lát Phin-nê-xe vua Asheri đến cùng người và hà hiếp người, song chẳng tiếp cứu chuốc nào. Acha thâu lấy những đồ nơi đền của Đức Giê-hô-va trong cung vua và trong nhà các quan trưởng, rồi giao vật ấy cho vua Asheri, song người cũng không tiếp cứu. Trong cơn hoạn nạn,
vua Acha lại càng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Người cúng tế các thần của dân Đa-mách là dân đã đánh mình. Người nói rằng, bởi vì các thần của vua Syri đã phù trợ họ, nên ta sẽ cúng tế các thần ấy, hầu cho các thần ấy cũng phù trợ ta nữa. Song le, chúng nó gây cho vua và cả Israel phải sa ngã. Acha góp lấy các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, đập bể nó ra và đóng các cửa đền của Đức Giê-hô-va. Đoạn, lập lấy cho mình những bàn thờ trong mỗi nơi xó góc của thành Jerusalem. Trong các thành xứ Giu-đa, người dựng lên những nơi cao đặng sông hương cho các thần khác mà chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Và các chuyện khác của người, thói ăn cách ở người từ đầu đến cuối đều chép trong sách các vua Giu-đa và Israel. Acha an giấc cùng tổ phụ mình, và người ta chôn người trong thành Jerusalem, song không để người nơi lăng tẩm các vua Israel. Ê-xê-chia, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 29. Ê-xê-chia được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Abia, con gái của Sa-cha-ri. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều David tổ phụ người đã làm. Tháng Giêng, năm đầu người trị vì, người mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va ra và sửa sang lại. Người đòi những thầy tế lễ và người Lê-vi đến, hiệp chúng lại tại nơi phố phía đông mà bảo rằng: Hỡi người Lê-vi, hãy nghe ta. Bây giờ, khá dọn mình ra thánh và dọn đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những điều dơ dãi khỏi nơi đền thánh đi. Vì các tổ phụ chúng ta đã phạm tội, làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va và xây lưng lại Ngài. Chúng lại đóng các hiên cửa, tắt các đèn, không xông hương và không dâng của lễ thiêu tại nơi thánh cho Đức Giê-hô-va của Israel. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, và Ngài phó chúng vào sự khổ sở, sự bại hoại và sự chê bai, y như các ngươi đã thấy tận mắt mình. Này, vì cớ ấy mà các tổ phụ ta bị gươm ngã chết, các con trai, con gái và vợ ta phải bị bắt dẫn đi làm phu tù. Bây giờ, ta có ý lập giao ước cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, để cơn thạnh nộ Ngài lìa khỏi chúng ta. Hỡi các con, chớ trì hoãn nữa, vì Đức Giê-hô-va có chọn các ngươi làm đầy tớ Ngài, để đứng trước mặt Ngài, hầu việc và xông hương cho Ngài. Những người Lê-vi bèn trỗi dậy, về dòng Kê-ác có Ma-hát, con của Amasai và Yô-ên con trai của A-sa-ria. Về dòng Merari có Kích con trai Abdi và Asadia con trai Jehalele. Về dòng Gẹt-xôn có Yô-a con trai của Sima, Eden con trai của Yô-a. Về dòng Elishaphan có Shimri và Jeien. Về dòng Asap có Sachari và Mathania. Về dòng Heman có Jehien và Shimei. Về dòng Jeduthun có Shemaya và Usien. Chúng hiệp anh em mình lại, dọn mình cho sạch, rồi cứ theo lệnh vua truyền dạy và lời phán của Đức Giê-hô-va, họ đi vào làm sạch đền của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ đi vào trong đền của Đức Giê-hô-va, đặng dọn nó cho sạch. Phàm điều gì dơ dái thấy ở trong đền của Đức Giê-hô-va, họ lấy liệng ra ngoài ở nơi hành lang của đền, rồi người Lê-vi lấy nó, đem quăng ở ngoài tại trong khe Xết-rôn. Ngày mùng 1 tháng Giêng, chúng khởi việc dọn đền cho sạch. Qua ngày mùng 8 tháng ấy, chúng đến nơi hiên cửa của Đức Giê-hô-va. Trong 8 ngày, họ dọn đền của Đức Giê-hô-va cho sạch, và qua ngày 16 tháng Giêng, công việc làm xong. Chúng vào cung vua Ê-xê-chia mà nói rằng: Chúng tôi đã dọn sạch cả đền Đức Giê-hô-va, bàn thờ của lễ thiêu và các đồ dùng nó, cái bàn sắp bánh trần thiết và các đồ dùng nó. Lại, những khí dụng mà vua A-cha quăng bỏ trong đời người trị vì lúc người phạm tội thì chúng tôi đã sắp sửa lại và dọn ra sạch. Kìa, nó ở trước mặt bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Vua Ê-xê-chia dậy sớm, nhóm hiệp các quan trưởng trong thành và lên đền của Đức Giê-hô-va, đem theo 7 con bò đực,
bảy con chiên đực, bảy con chiên con và bảy con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội cho nước, cho đền thánh và cho Giuđa. Vua biểu những thầy tế lễ, con cháu của A-rôn dâng các con sinh ấy trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng bèn giết các con bò đực. Thầy tế lễ hứng lấy huyết mà rải trên bàn thờ, rồi giết các con chiên đực và rải huyết trên bàn thờ. Chúng cũng giết các con chiên con và rải huyết trên bàn thờ. Đoạn, chúng đem các con dê đực dùng về của lễ chuộc tội lại gần tại trước mặt vua và hội chúng, đặt tay mình trên chúng nó. Rồi thầy tế lễ giết chúng nó, hứng lấy huyết rải trên bàn thờ, đặng làm lễ chuộc tội cho cả Israel. Vì vua có dạy rằng, của lễ thiêu và của lễ chuộc tội phải dâng lên vì cả Israel. Vua đặt người Lê-vi ở trong đền Đức Giê-hô-va, cầm chập chỏa, đờn cầm đờn sắt, tùy theo lệ định của David, của Gác là đấng tiên kiến của vua và của tiên tri Na-than. Vì lệ định ấy do nơi Đức Giê-hô-va cậy các tiên tri ngài mà dạy biểu. Các người Lê-vi đứng cầm nhạc khí của David, còn những thầy tế lễ cầm còi. Ê-xê-chia truyền dân của lễ thiêu, và đang lúc khởi dân của lễ thiêu thì khởi hát bài ca khen ngợi Đức Giê-hô-va, có còi thổi và nhạc khí của David vua Israel họa thêm. Cả hội chúng thờ lại, người ca hát đều hát và kẻ thổi kèn đều thổi kèn cho đến đã xong của lễ thiêu đoạn. Khi dân của lễ thiêu xong, vua và các người ở với vua bèn cúi xuống thờ lại. Vả lại, vua Ê-xê-chia và các quan trưởng biểu người Lê-vi hát ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng lời của David và của A-sáp là đấng tiên kiến. Chúng bèn hát ngợi khen cách vui mừng, rồi cúi đầu xuống mà thờ lại. Ê-xê-chia cất tiếng nói rằng, bây giờ các ngươi đã biệt mình riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vậy hãy đến gần, đem những hy sinh và của lễ cảm tạ vào trong đền của Đức Giê-hô-va. Hội chúng bèn dẫn đến những hy sinh và của lễ cảm tạ, còn kẻ nào vui lòng thì đem dâng những của lễ thiêu. Số con sinh dùng về của lễ thiêu mà hội chúng đem đến là 70 con bò đực, 100 con chiên đực và 200 con chiên con. Họ dùng các thú đó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Cũng biệt riêng ra thánh 600 con bò đực và 3.000 con trừu. Song thầy tế lễ chỉ có ít quá, không đủ lột da các con sinh dùng về của lễ thiêu. Vì vậy anh em họ là người Lê-vi bèn giúp đỡ họ cho đến khi xong công việc, và những thầy tế lễ đã dọn mình thánh sạch. Vì người Lê-vi có lòng thành dọn mình thánh sạch hơn những thầy tế lễ. Lại cũng có nhiều của lễ thiêu, mở của lễ thù ân và lễ quán cặp theo mỗi của lễ thiêu. Vậy cuộc tế lễ trong đền Đức Giê-hô-va đã lập lại rồi. Ê-xê-chia và cả dân sự đều vui mừng về điều Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho dân sự, bởi công việc ấy thình lình mà làm thành. Chương 30. Ê-xê-chia sai sứ đến cả Israel và Giuđa, cũng viết thơ cho người Ê-phra-im và người Ma-na-se, đòi chúng tới đền Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem đặng giữ lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vua và các quan trưởng cùng cả hội chúng ở Giê-ru-sa-lem hội nghị nhau định dự lễ vượt qua trong tháng 2, vì chúng không thể dự lễ trong lúc ấy, bởi số thầy tế lễ dọn mình thánh sạch không đủ và dân sự chưa nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem. Vua và cả hội chúng đều lấy việc ấy làm phải, bèn nhất định rao truyền khắp xứ Israel từ Be-e-sê-ba cho đến Đan, khiến người ta đến dự lễ vượt qua của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel tại Giê-ru-sa-lem, vì từ lâu nay chúng không có dự lễ ấy như đã chép trong luật lệ. Vậy các trạm vân mạng đem thơ của vua và của các quan trưởng đi khắp xứ Israel và xứ Giuđa, thơ rằng: hỡi con cháu Israel, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, hầu cho ngài trở lại cùng những kẻ còn sót lại trong các ngươi mà được thoát khỏi tay các vua Assyri. Chớ nên giống như tổ phụ và anh em các ngươi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đến đổi ngài phó chúng vào sự hư bại như các ngươi đã thấy. Bây giờ chớ cứng cổ như tổ phụ các ngươi, hãy giơ tay mình ra cho Đức Giê-hô-va vào trong nơi thánh mà ngài đã biệt riêng ra thánh đời đời, và hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để cơn giận phần của ngài xây khỏi các ngươi. Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì anh em và con cái của các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ làm phu tù,
và họ sẽ được trở về trong xứ này. Bởi Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót, sẽ không xây mạc khỏi các ngươi nếu các ngươi trở lại cùng Ngài. Các trạm đi thành này qua thành kia, trong khắp xứ Ephraim, Manasse và cho đến đất Sabulon, xong người ta chia cười nhạo báng chúng. Dầu vậy, cũng có mấy người trong Ase, Manasse và Sabulon chịu hạ mình xuống và đến Jerusalem. Đức Chúa Trời cũng cảm động người Giuđa, đồng lòng vâng mạng lệnh của vua và các quan trưởng đã truyền ra theo lời của Đức Giê-hô-va. Tháng 2, có nhiều người nhóm lại tại Jerusalem, một hội rất đông đảo đặng giữ lễ bánh không men. Chúng trỗi dậy, cất hết các bàn thờ ở trong Jerusalem và những bình đốt hương, rồi đem liệng nó trong khe Cedron. Ngày 14 tháng 2, người ta giết con sinh về lễ vượt qua. Còn những thầy tế lễ và người Lê-vi thì lấy làm hổ thẹn, bèn dọn mình thanh sạch và đem những của lễ thiêu vào trong đền Đức Giê-hô-va. Chúng đều đứng trong chỗ mình, theo thường lệ đã định trong luật pháp của Môi-se, người của Đức Chúa Trời, và những thầy tế lễ nhận lấy huyết nơi tay người Lê-vi mà rải ra. Trong hội chúng, còn nhiều người chưa dọn mình thanh sạch. Vì vậy, người Lê-vi phải giết dân con sinh về lễ vượt qua, thế cho mỗi người không thanh sạch, để làm họ nên thanh sạch cho Đức Giê-hô-va. Vì trong dân sự, nhất là trong dân Ephraim, Manasse, Issachar và Sabulon, có nhiều người không dọn mình thanh sạch, lại ăn lễ vượt qua, chẳng theo lệ đã chép. Vì Ê-xê-chia có cầu nguyện cho chúng mà rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng nhân từ, tha tội cho những người đã hết lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, mặc dầu không theo lệ tẩy uế của đền thánh mà dọn mình cho thanh sạch. Đức Giê-hô-va dũ nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và chữa lành cho dân sự. Những người Israel ở tại Jerusalem giữ lễ bánh không men trong 7 ngày cách vui vẻ. Người Lê-vi và những thầy tế lễ ngày này sang ngày kia dùng nhạc khí hát mừng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chia nói an ủi lòng những người Lê-vi thông sáng hiểu biết cuộc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Chúng ăn lễ trong 7 ngày, dâng những của lễ thụ ân và cảm tạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Cả hội chúng bèn quyết định giữ lễ thêm 7 ngày, rồi chúng vui vẻ giữ thêm 7 ngày nữa. Vì Ê-xê-chia vua Giu-đa đã ban cho hội chúng 1.000 con bò đực và 7.000 con chiên. Các quan trưởng cũng ban cho hội chúng 1.000 con bò đực và 10.000 con chiên. Lại có nhiều thầy tế lễ dọn mình ra thanh sạch. Cả hội chúng Giu-đa với những thầy tế lễ, người Lê-vi và hội chúng đến từ Israel cùng những người ngoại bang, kẻ thì kiều ngụ trong xứ Israel, người thì kiều ngụ trong xứ Giu-đa, thảy đều vui mừng. Ấy vậy, ở Jerusalem có sự vui mừng cả thể, vì từ đời Salomon con trai David vua Israel, tại thành Jerusalem chẳng có sự gì như vậy. Đoạn, những thầy tế lễ và người Lê-vi đứng dậy chúc phước cho dân sự. Tiếng của chúng được nhậm, lời cầu nguyện chúng thấu đến nơi ngự thánh của Đức Giê-hô-va trên các tầng trời. Thư Côrintô thứ 2, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Giê-xu Christ cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Côrintô và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thế nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi. Hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng.
vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy. Và hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy, chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này. Nhất là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn những điều anh em đọc trong thơ chúng tôi, và chính mình anh em nhận biết, và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng, cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi. Ấy là chúng tôi làm vẻ vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngày Đức Chúa Giêsu chúng ta. Bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần. Tôi định trải qua nơi anh em rồi đi xứ Macedon, lại từ Macedon trở về nơi anh em. Tại nơi đó anh em cho đưa tôi qua xứ Giu-đê. Tôi định ý như vậy, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là tôi theo xác thịt mà quyết định? Đến nỗi ở nơi tôi, khi thì phải, khi thì chăng sao? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải, khi thì phải, khi thì chăng vậy. Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng tôi, tức là tôi với Silvan và Timôthê đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu, nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong đấng Christ và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng, ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Corinto, chứ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh em đứng vững vàng trong đức tin. Chương 2. Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu. Vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu? Tôi đã viết cho anh em như thế hầu cho khi tôi đến nơi sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Và ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thơ cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy, tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ. Và nếu tôi đã tha là vì anh em mà tha ở trước mặt đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó.
Lại khi tôi đã đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ thì tôi qua xứ Macedon. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này, mùi của sự chết làm cho chết. Cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Thi Thiên 145. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền việc quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài, những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa, đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền năng của Chúa và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người cong khom. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xòe tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục,
nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.